cho nó. Đấy, không sao đây. Này là sữa cho bánh mì. Má. À, đây rồi, để qua mệt đi. Đổ qua để vô ăn. Rồi bạn để đó là trong dân xã, trong xã mình chót thấy cha mẹ cũng mừng mày cái chồng có cái qua chị qua mới ăn cái này ăn này béo nè, béo hơn cái này nữa hả? Làm xíu này chị, khó chút. Thôi ăn mấy à? Cô bao nhiêu thành viên cô? Có hai người à. Hai người lấy cá nhỏ đi, cá dẫn, cá mì dinh về kho đi. Ừ, cá đó đó. Cái này. Ừ, đó, con đó đó. Cho con nhỏ xíu nữa đi, xíu xíu đi. Ba con. Cho ở đâu? À, không đủ, không cảm giùm con đi. Không đủ. San sẻ yêu thương nha. Cô có mấy người? Bốn người, hai chồng, hai đứa con. Mới đi rồi, còn người khác. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, mẹ đến. Mẹ đến ơi. Chủ nhà ra tới kìa chị. Tới chị em ơi. Bên kìa. Cường có đám giỗ của ông ba, là ba của bác Bảy cô chú, cho nên là cũng mời mấy chị em đến dự đám giỗ. Sẵn dịp thì cũng giới thiệu cho cô chú xem đi nha. Chị em đông dữ gì, bữa nay là chị đông, bữa nay chị em đông. Trời ơi, không biết cô mà này bác ba còn Bảy đây là xui của chị ba. Đây mình làm món gì Bảy? Đây món đầu tiên, cơm trộn mà đám giỗ này làm mình nấu đồ tương không nha cô chú? Mình nấu đồ chay không à? Hỏi cô hai đi. Có cái này là gì cô hai? Xào giấm chua. Này là xào giấm nha. Kiểm nha cô hai. Cái này cà ghê chấm mì. Cà ghê. Là mình nấu đồ chay không? Đồ chay không. Cái này là gì? Cái này là gỏi chua. Cái xanh xanh này là gì? Cái gì Diêm? Cái gì? Cái đó xanh xanh là gì con? Cái gì nào qua là tiếng vua. À, tiếng vua. À, tôm chay. Tôm chay. Tôm trộn. Giờ mình qua mình trộn cái đó chưa? Hay là trộn đi. Nè, có hai qua trộn đi. Nè, qua trộn đi. Để hết này vô luôn ha. Con để vô nha. Trong đây là có cơm nè, bắp, hạt sen, củ cây đỏ. Hai nồi cơm. Hai nồi cơm. Cơm trộn dễ.
Nè, khoai trộn lai gai đi. Cho nó đều lại. Lai gai cho nó thấp. Này còn đem hấp lên nữa hay gì? Dãy lên lò hấp cho nó nóng. Dạ. Bên đây. Này mình đơm ra luôn chưa cô hai? Rau này ăn lẩu hay gì à? Lẩu tương. Rau ăn lẩu là có rau muống nè, rồi xà lách son, rồi bông bí với rau nhúc. Mùng tơi. Này nó là con nấm. Nấm, kim chi với củ sen. Dạ. Mấy bàn vậy? 4 bàn mâm. 4 nước bạn lên lại bắt này thôi bàn chầu. Dạ, múc đơm luôn đi bé ơi. Chị Hai ơi, vậy là mình múc đơm cho luôn đi. Mình đơm luôn đi Hai ơi. Ủa anh Tường chạy, anh Tường với anh Măng mình đơm. Rồi lấy cái dĩa, cái măng này lên măng vô. Anh cái măng mà lấy nước thì ra. Giờ này là mình đã nấu xong hết rồi, mình chỉ còn đơm ra nữa thôi. Ôi cô ba đấy, con là cô ba sắp một cái đi. Sao? Còn tô nữa không? 4 tô nữa không? Nhìn hấp dẫn quá. Cái này mấy dĩa đây đây. Ba dĩa bự đó. Con có dĩa nhỏ cho thằng cha trong trong bạn. Nè con đã chân thận qua hai con nhỏ nè. Này Hiếu tô nè bảy. Này 4 tô đúng không? Này hai con nhỏ. Đây nè. Đầy đủ hả? Cái này 3 tô hay 4 tô? 4 tô mà. Cỡ
thứ nửa ký, tại mình căng giác á. Chưa đủ. Thì nó phải heo lại một chút. Là có nhiêu là mình thiếu có nhiêu thôi chị. Dạ. Bao nhiêu người đi là mình thiếu là mình qua là mình có bánh tét một ít. Mình cho ăn xong đám cái mình thiếu vậy cho người một ít gì đó, cái đường với một cái đầu bánh gì đó. Nếu mà thiếu được thì mình đi mua thêm á, cho đủ thì thôi á. Như người nào cũng phải cho chứ không phải người cho người. À, ngày mình nhưng mà người nào lại thì mình cũng ăn rồi mình cũng biết gì cho ta một ít gì mình bánh nhóc hết chắc chắn là cái đường gì nè cái này chắc còn mình có gì mình biết hết thiếu hay là nhớ tỉ mỉ xưa bây giờ là nó vậy nhiều khi đi đám đâu cũng vậy chị nhìn toàn bánh mà bự chị có nên sao quá rồi nén qua chị đánh cắt cái lấy gì chị cái ca mình đây là không cái này là như ngọt vậy như ngọt thôi vậy như ngọt như ngọt như nhân chuối cũng xương không có làm nhân mỡ cái ăn chay là làm bánh cũng bánh chay hết có nhân mỡ nhưng mà nhân mỡ là nhân lên mà không cho em biết làm đó dạ em chỉ gói ra như ngọt với nhân chuối là làm bằng cái gì béo béo này chị tại đám của ông ba là ngày 14-15 nên là mình cũng chay thôi cái điếu này là hồi xưa tới giờ nó gì đó mình đi không phải là đi đường với bánh hết mình như trong nhà mình có gì mình biến lại đó mình là em một trái cây cũng được mình có bánh mình biết bánh có trái cây mình chiếc trái cây còn không cần là đường với bánh mình béo cho gì đó dạ. Bà con mình lại là người thằng quà về tuy không có bự thiệt ta đi mình thằng bự mình béo lên thằng nhỏ mà tấm lòng không chị dạ cái này chị bảy nó hơi bự quay đó bánh bự theo quên nó lấy đòn có 95 kìa còn cao lắm cô cao chị có đòn giấu là em giấu đòn đó rồi nhìn đòn bánh tét là biết được biết ai gói rồi ha gói bánh vui lắm chẳng qua gói người bự người ốm mất trời lắm tình nghĩa giống như có nhau là vậy đó chị những lúc gì ở quê mình giờ chị em có đám thì chị em xúm lại làm tiếp cho trò dễ gì chị ơi mình bỏ trò thì ngày mấy sắm cho chị có bánh người ta đặt nhiều ta lại ở quê mình là xúm đó đám thì chị em lại đầy đủ làm tiếp nhiệt tình lắm mình là toàn là bị là ú quay không à thế nào thế nào chị em mình qua là ú quay không có bánh mà ú thôi đây thì còn góc góc hết chưa ly út là ly nào giờ này thì bắt đầu là dọn ra là bắt đầu ăn cơm với chú rồi khách thì cũng đến đầy đủ rồi chỉ cần ăn đám thôi mời cô chú anh chị các bạn nha nó thiếu đi mà dạ đủ dạ, đủ rồi năm rồi uống gì vậy suối hả gì vậy gỏi cái này là món khác ở bên kia cũng có để bên này có dĩa nè cháu ơi. Cái này là nóng cái sữa. Bánh mì. Sữa. Nhưng mà ngon lắm, béo quá ngon. Phải cơm trước đi. Sữa. Thử cho chị kiến nào mình nấu sữa. Dạ được. Nó đây hơi lòng chút đậm quá các bạn. Nhưng mà cái này thấy bộ lâu ấy. Đổ bàn gió là nó. Ủa cái này sao nó. Đấy không sao, cái này là sữa cho bánh mì. Mát. À, để vô thì mình ăn mệt đi. Ủa qua để vô ăn. Rồi bạn để chia cái bánh mì kia. Nó lâu rồi. Cái này là đủ. Chai. Tại quẹo hải tập con mừng là con cho mấy. Cái đó là
trong dãnh xã, trong xã mình chót thấy trà này cũng là mày cái thằng nhà chồng có cái thằng này qua chuyện qua mới ăn đi, cái này ăn này béo nè, béo hơn cái này hả? Tám cái thấy mùi ha. Quá. Tới tỷ tám mà số cái này bán gà mình bói giá cho giá rồi bỏ đó có chị ta bỏ mình đi rồi tính sao gà đó rồi Cà Mau luôn á gì rồi. À, trưa ngày hôm nay thì nước rồng của chú ơi, hồi chiều hôm qua thì anh Nhật có đi đặt mấy cái 12 cửa ngục á ở dưới sông, cho nên là ngày hôm nay thì hai chị em tụi con cùng với anh Nhật đi dở nha. Giờ nãy thì anh Nhật đang lay quay dưới để mà kiếm cái 12 cửa ngục á cô chú. Nước rồng nó dễ chứ nước lớn này khó. Xuống phụ không anh Nhật? Giờ mình làm sao đây? Ở đâu? Chị đưa hao đây em cầm cho chị. Này mấy chị em sử dụng một cái hao rất là bự luôn nha cô chú. Chụm được luôn á, quá trời củi mình đem về mình phơi á. Nhóc củi hết trơn á. Ở đây á đặt hoài là có hoài luôn á cô chú. Coi chừng sâu nghe chị ơi.
nước nhiều lắm á. Em nghĩ là chị đứng ở đó đi chị ơi. Chị đứng đây được rồi nhưng mà không thấy được ổng nè. Ổng ở bên đây nè. Rồi đây nè chị. Lấy giò giò gà gà nằm dưới nước. Em đụng cái gai lục bình gì không à. Bởi vì cái này khó lắm, phải hợp xuống. Chết rồi, đụng tôm hay gì kìa nè. Có gai. Gai là coi chừng kỳ cá chị ơi. Lên bờ đổ mới được chị ơi. Rồi rồi đưa chuyền lên đây rồi em lôi từ từ lên. Rồi ship rồi chị ship lại gì chị lôi lên nè. Trời luôn cá nè. Cá nhóc hết trơn kìa chị. Wow. Cá lóc luôn. Ờ, cái lợp này nhiều cá lắm nha cô chú. Quá chị cá luôn. Trời ơi, con cá lóc chết kìa. Ôi, hai con cá lóc luôn. Nó ngợp nước hay sao mà nó chết rồi, ủng ghê luôn á. Cũng ghê luôn. Không chị ơi, cá chết á. Uổng quá à, mấy con cá lóc này uổng ghê luôn nè. Tôm. Chưa, đợi em xíu. Trời ơi, uổng ghê luôn. Trời ơi, con cá cóc nó bự nè. Ôi, con nào con ấy quá bự luôn. Một đống luôn nè. Nhóc hết trơn. Trời ơi, cá dẫm với cá mì dinh nè. Quá nhiều luôn cô chú ơi. Ủa, nó chết rồi, gã mình luôn rồi. Ủng ghê. Con nào mà xình là ủng lắm luôn á. Chết đó chị ơi, tại Nhật để 2 ngày rồi. Nhật để 1-2 ngày rồi mới dở cô chú. Bởi vì có một số con đó, nó chết. Cái này mở thơm nứt mũi luôn. Quá hôi luôn. Đợi em xíu nha chị. Hơi khó mở. Lên xíu nha chị. Khó chút.
con. Ôi ôi, cá trắng này cô chú ơi, quá nhiều luôn. Hình như có con gì nó chết ở đó kìa. Cái này là mồi cho cá nè. Coi rồi nó gã sát luôn. Cái này là uống mất hai bà nhà luôn cô chú ơi. Trời ơi Nhật ơi, sao nó có thể bự được như vậy? Sao đây bắt con này ra? Hay là thò tay vô? Trời ơi, tép. Cái này cá bóng nhiều á Nhật. Ủng quá à. Trời ơi, cá chép kìa. Wow. Để hồi hạ bắt ra thả nó ra. Chú mình cá nào? Chú mình cá nào bắt ít con ăn đi chú? Tại vì tụi con đây cá ăn hoài à. Tụi chú luôn. Dạ. Để con lựa ra. Cá nào bắt đi hai chú? Ăn với chị em con đi. Để mình lựa ra đi rồi cho mấy chú ấy. Dễ vậy. Bắt cá nào? Cá trắng hả? Bắt cá trắng qua bên đi hai chị. Để cái xài qua đây với chị dễ hơn. Cho chú dạy con. Que nó nhảy hả chị? Được không chú? Được, nào không được chứ. Dạ, xin gỗ đẹp đi. Dạ, gỗ đi nè, đẹp nè. Gỗ màu hồng. Chị nào mang gỗ khai trương giùm em đi chị. Chị nó gỗ màu hồng nè. Này con đổ dớn được mớ cá tặng cho mấy cô nha. Cảm ơn hàng giúp con. Cô đứng vô hàng giúp con nha. Giờ con không biết cô ở hàng nào luôn á. Vô hàng đi mấy cô ơi. Giờ cho sao giờ chị? Hả? Giờ cho sao giờ? Dạ bây giờ thông cảm giùm con nha. Chia sẻ thật giùm con nha. Cho gì ăn đó? Có mấy người. Nhà con có mấy người? Ba người.
thôi, giờ mình cho theo gia đình đi ha, được. Dạ, dạ được. Ba người ba con. Dạ. Chứ thôi sợ không đủ nè, cũng nhiều lắm á nha. Ba người ba con được không hả cô ha? Bây giờ mình đưa ngón tay mình gia đình ba, chị mấy chị vô lên vậy lại em biết nha. Ba người. Chị đi cắm cá. Cá này hả? Ờ nó không có cá xương ăn được. Dạ rồi. Vậy được không? Ai biết, chị cho nhiều cho, cảm ơn. Rồi, ba con đó, ba con phải không? Rồi, dạ. Cô. Cho cái gì cho, kệ đi. Cho gì ăn mấy à? Cô bao nhiêu thành viên cô? Có hai người à. Hai người lấy cá nhỏ đi. Cá dẫn, cá mì dinh về kho đi. Ừ, cá đó đó. Cái này. Ừ, đó, con đó đó. Cho con nhỏ xíu nữa đi, xíu xíu đi. Ba con. Cho đâu? À, không đủ, thông cảm giùm con đi. Không đủ. Sang sẻ yêu thương nha. Cô có mấy người? Bốn người, hai chồng, hai đứa con. Chồng, hai đứa con. Rồi. Dạ, mới đi rồi, còn người khác. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi, mẹ đến. Mẹ đến ăn gì, mẹ đến ơi. Mẹ đến hả? Kho lạc đi ha. Cho lộn xộn đi. Gì đi? Để cho ông Tư đi. Dạ, ông Tư ông nha. Rồi, vậy đi. Vậy nha, mẹ đến. Cảm ơn. Rồi, tới chị lên. Dạ. Chị chọn đi. Mấy nhà chị có mấy người? Bốn người. Bốn người. Bốn người, bốn con. Ba thôi. Cái này con bự là ba con thôi, nhỏ, chứ con nhỏ. Con này em bé. Dạ rồi. Chị không có xương. Cảm ơn. Rồi, tới luôn. Cho lộn xộn đi chị ơi. Lộn xộn. Cho em con có cái này thôi. Con này. Ừ. Con nhỏ nó mày dinh. Con này đi chị. Dạ. Rồi. Dạ, rồi. Thấy cô. Bốn người. Bốn người. Cô ăn có buffet không? Bốn người cho bốn con cá linh này đủ rồi nè. Cá linh này bốn con cá thiếm à. Mấy cá này lớn không ngon đấy. Cá linh. Chịu cá này không? Rồi vậy nha. Rồi tới chị Tính. Nhà chị Tính có bốn thành viên. Bốn con cá linh đâu rồi? Đó. Cảm rồi. Ơn chị. Rồi. Em. Mấy cái, người. Cái này như 4 5 người không ta? Dạ. Không con. Dạ. Phải không thiệt không? Dạ phải. Nè con cá nhỏ. Đi ha. Rồi. Cảm ơn. Rồi tới chị. Chị lựa luôn đi, em biết xa lựa dạ. Sao luôn chị, bạn cá phi không? Đúng không chị? Bạn cá trắng. Cá trắng đi con, ăn gục phi xương quá con. Trời ơi, có gục phi mà xương, cá trắng mới xương á. Rồi, hết cá trắng thì cho cá trắng. Cho bà cá trắng nè, bự bên đây bự nè chị, cá bự nè. Cá mày Vinh nhà bà có em bé nhỏ nhiều lắm. Có hai, có ba đứa con. Dạ đúng rồi, con thấy dẫn ba đứa con. Ba đứa cháu rồi ơi. Con bự nhất bà dẻ không bị xương. Rồi vậy cảm ơn con. Rồi cảm ơn bà. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Rồi lên đi chị. Chị sao chị cười vậy? Chị ăn cái gì chị? Hai đứa chồng. Cái gì cũng được, cho một cái bự đi. Cái dẫn cái mì dinh. Cái gì được trơn á. Nè thích con cá này không? Cá nào cũng được trơn á. Nhà 4 5 người hả chị? Rồi. Nhà 4 người à, hai chồng hai con. Thêm con nữa đi, cho thêm con nữa đi. Rồi. Lên luôn. Cái này của ít lòng nhiều nha chị ơi. Cái hàng còn dài quá. À, ba con gì, gì mua thêm bó bông súng nữa nè chị được không chị? Nè cho con cá he nè. Sao cũng với thêm con nữa đi. Rồi. Chị ơi này cá nhớ mua rau nha. Cho nhiều gì mới đủ gia đình ăn. Cho con chị, đợi em xíu. Mày cho má sao đốt chắc hết quá. Dạ con, dạ con. Dạ rồi. Rồi lên luôn cô ơi. Chị Phát Thị Gia em thấy cũng dài đó, có chắc được. Giờ mình sang sẻ yêu thương nha. Giờ hai con nhỏ một con bự đi. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị. Ăn mấy thảo rồi lên luôn chị ơi. Coi giúp giùm chị con bao nhiêu thành viên cảnh này chị dễ chia. Ăn lấy vị đi. Phát luôn đi chị. Ăn vị đi đừng lấy bị chi. Có ít lòng nhiều. Con không biết là được bao nhiêu cá nữa. Cá lớn ít thì ít. Hình như chị này có nhiều bé nè. Ừ, rồi tới cô bé nhỏ nữa kìa. Bé ơi con xin cho ai vậy? Mẹ đi cho chị đi, lấy một người thôi. Là hình như nãy mẹ lấy đúng không? Thôi dạ. Bây giờ cho thêm con nữa được không? Rồi. Thôi hai con đi, thêm con nhỏ nữa đi. Nãy mẹ lấy rồi. Mẹ lấy rồi hả? Mẹ lấy rồi. Nhiều lắm dành cho để chừa cho người ta đi. Rồi cô cho thêm hai con nha. Rồi. Cảm ơn cô đi. Rồi đi vậy đi. Sao mà con phải thúng? Tại nhìn mặt quen lắm. Chị nhớ. Rồi, cảm ơn con. Dạ rồi. Còn bao nhiêu thành viên? Dạ còn chưa, sao mấy cô đi lên rồi? Còn cũng 7 8 người nữa đó chị ơi. 7 người hả?
gán đi. Gán đi. Ăn đi cưng. Ủa? Không có chỗ ăn đi. Gán đi. Ở đây mọi người không thích ăn cái buffet ta. Để con nhìn bà. Thấy cái buffet. Bị cái buffet mà đi kiếm ăn hoài. À mấy cô không thích ăn cái buffet. Vậy con nít nữa nè. 2, 4, 8 đi đó chị ơi. Gì đi bà ơi, nhà bà có nhiêu nít tu vậy? À, chị này con lớn rồi. Con lớn rồi, không có con nhỏ. Con lớn rồi, bây giờ làm vui lòng ba con. Rồi, 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 cảm ơn nhiều ấy. Cười kìa. À, con này hình như là con cũng lớn rồi. Khởi vua, sắp vua. Có cháu nội, cháu ngoại luôn rồi. Nội, cháu ngoại. Vua đây đi. Rồi, con ăn lấy thở cho con nha. Rồi. Còn 4, 5 người nữa. Nhà con em đông không con? Đông. Đông hả? Mười mấy người hả? Rồi cho con cái buffet. Con bóp sơn cái này nữa. Rồi. Giờ có quen không con? Rồi còn 4 người. 4 người con cá buffet cắt thằng hai đi. Ai ăn cá buffet? Cô mấy con cá buffet không? Kệ. Con chú Tư. À chú Tư hả? Rồi cảm ơn. Cho con rồi. Cái này chị về có quen. Rồi còn 3. Rồi cô đi còn 1. Nhà bà có cháu. Nhà bà cho bà Út. Vậy cho bà ba con này với con cá buffet. Cái này đi. Với mấy con cá nhỏ luôn đi chị, mấy cô nhường này. Con trở lại. Rồi, em con đi chị. Đừng dở dàng đi. Chú Tư ơi. Chú Tư đâu rồi? Đây chú Tư ơi, con cá buffet của chú Tư. Dạ đây là cái phần mà con chú Tư ổng thích. Dạ, chào bằng tay luôn. Ừ, cảm ơn mấy cháu nha. Dạ. Dạ. Dạ, ngày hôm nay thì mấy chị em sau khi đi đổ mấy cây lúa thì về có được một ít cá chia cho các bà con ở xóm Khmer. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm và theo dõi nha. Bây giờ thì cho hai chị em tụi con xin chào và hẹn gặp lại cô chú.